Theo bạn thì hệ thống hỗ trợ lái IC Pro có thực sự cần thiết trên xe BMW hay không? Xin chào tất cả các bạn, bên cạnh đây là một chiếc BMW X7 với rất nhiều trang bị an toàn như đèn pha laser, như cam 360, như hiển thị hỗ trợ lái HUD. Nhưng chủ xe vẫn quyết định nâng cấp tính năng hỗ trợ lái IC Pro. Vậy tính năng này có gì đặc biệt? Mời các bạn cùng mình đi tìm hiểu tính năng IC Pro trên BMW X7. Sau khi được nâng cấp hệ thống hỗ trợ lái an toàn IC Pro, về mặt phần cản trước của xe BMW sẽ được trang bị thêm radar phanh khoảng cách, có thể quét và phát hiện vật thể lên đến 200m. Tiếp theo là phần kính chắn gió phía trước sẽ được tích hợp thêm camera CanPass 4 hỗ trợ đọc làn đường và đọc biển báo tốc độ. Và cuối cùng, phần mặt gương chiếu hậu đã được thay thế bằng phần mặt gương có hỗ trợ cảnh báo điểm mù trên gương. Một phần rất là nhỏ thôi nhưng nó cực kỳ quan trọng. Bây giờ mời các bạn cùng mình lên xe và trải nghiệm những tính năng này. Vậy là chúng ta vừa cùng nhau trải nghiệm tính năng an toàn IC Pro trên dòng xe BMW X7. Đây là một tính năng không chỉ giúp lái xe an toàn khi đi trên đường cao tốc mà còn giúp chúng ta lái xe thư giãn, thoải mái, giảm bớt căng thẳng khi đi trên con phố đông đúc, tắc đường. Theo mình đây là tính năng cực kỳ đáng để nâng cấp, đáng để trải nghiệm. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ website bmwshop.vn hoặc hotline 0961618187. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video, những tính năng tiếp theo. Xin cảm ơn.